Chào mừng bạn đến với kênh của mình. Bạn nhớ like, comment để ủng hộ mình và đừng quên nhấn đăng ký để cập nhật những video mới và hấp dẫn nhé. Cảm ơn bạn. Đây là những cây cầu nguy hiểm nhất thế giới, không chỉ với độ cao đáng sợ mà còn vì kết cấu treo leo khó di chuyển. Có những cây cầu tuy rất an toàn nhưng cũng làm người ta phải chóng mặt vì độ cao. Nếu bạn là người mới đặt chân đến những nơi này, có thể bạn sẽ không dám bước chân lên những cây cầu đó. 10. Cây cầu gỗ trên núi IPG, Crimea. Chỉ nhìn ảnh thôi bạn cũng có thể cảm nhận đến sự đáng sợ của cây cầu dây gỗ trên núi IPG, Crimea. Cây cầu gỗ này bắc qua khe núi rộng lớn ở khu vực núi IPG trên bờ biển phía đông nam của bán đảo Crimea. Nếu bạn muốn ngắm nhìn toàn cảnh của núi IPG thì bạn chắc chắn sẽ phải đi qua cây cầu này để có thể ngắm nhìn toàn khung cảnh. 9. Cây cầu Hoa Sơn, Trung Quốc. Nằm ngay trên mép thung lũng sông Vị, cách 120 km về phía đông thành phố Tây An, Hoa Sơn là một ngọn núi linh thiêng với các đền thờ nằm tôn nghiêm trên những vách đá huyền thoại hàng trăm năm tuổi. Để lên được đỉnh Hoa Sơn, bạn phải chinh phục những nấc thang lên thiên đường, chạy dọc theo sườn núi cao 1.800m, thực ra là 6 km, tương đương với 4.000 bậc thang. Sau khi leo xong các bậc thang treo leo bằng đá, các du khách còn phải bám người vào vách núi để đi men theo hệ thống đường ván bằng gỗ mới có thể lên đến đỉnh. Hoa Sơn nổi tiếng trên toàn thế giới với nhiều biệt danh như nấc thang lên thiên đường, địa ngục chỉ cách một bước, đường mòn nguy hiểm nhất hành tinh, con đường ván gỗ trên bầu trời. Tất cả mọi người đều ấn tượng mạnh với những ván gỗ gồ ghề được ghim trực tiếp vào vách đá ở lưng chừng ngọn núi cao hơn 2.000m. Không có bất kỳ hàng rào bảo vệ nào, trong khi ngay bên dưới là vực thẳm. Mặc dù tất cả du khách đều được thắt dây an toàn trước khi leo qua vách núi, đồng thời có một dây xích được gắn chặt chắn để mọi người bám vào, thế nhưng nhiều người vẫn không hề dám thử. 8. Cầu treo Husaini, Pakistan. Được biết tới như cây cầu nguy hiểm nhất thế giới, cầu treo Husaini chỉ là một trong những cây cầu dây bấp bênh tại phía bắc Pakistan. Đối với hầu hết những cư dân ở đây, con đường duy nhất tới được Rawalpindi là bước bộ qua những dãy núi. Vào năm 1978, đường cao tốc Karakoram được hoàn thành nhưng việc đi lại trong vùng vẫn trở nên khó khăn như 100 năm về trước. Những cây cầu được làm từ dây cáp và ván ọp ẹp được bắc qua những con sông. Dòng suối ở miền núi phía bắc Pakistan được người dân sử dụng như con đường chính để đi từ vùng này sang vùng khác. Trong số đó có cây cầu treo Husaini bắc qua hồ Borit tại thượng Hunza. Cây cầu treo này vừa dài vừa sơ sài, nhiều tấm ván đã bị rời gãy và những cơn gió mạnh thường khiến cầu lắc lư mỗi khi có người đi qua. Mặc dù trông có vẻ đáng sợ nhưng thực ra Husaini là một cây cầu tương đối an toàn và trở thành điểm đến lý tưởng cho các vị khách du lịch muốn thử lòng can đảm và tính kiên nhẫn của mình khi đi qua cây cầu. 7. Cây cầu treo Trift ở Thụy Sĩ. Có tổng chiều dài lên tới 170m và được xây dựng ở độ cao 100m so với mặt đất. Cầu treo Trift là cây cầu treo dành cho người đi bộ dài nhất trong dãy núi Alps. Cầu được bắc qua dòng sông băng Trift ở Thụy Sĩ. Đây là một trong những cây cầu treo dài nhất và nguy hiểm nhất tại châu Âu. Thật khó để vượt qua cây cầu đối với những du khách sợ độ cao, nhưng cũng thật sự tuyệt nếu bạn có thể đứng trên cây cầu mà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Hàng năm có hơn 20.000 khách đi qua cầu để chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây. 6. Cầu trong suốt ở Vân Đài, Trung Quốc. Cầu kính đang trở thành điểm hút khách du lịch ở Trung Quốc. Một số địa phương ở nước này đã xây dựng cây cầu kính trong suốt như một cách để thúc đẩy du lịch. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ can đảm bước qua cây cầu đáng sợ này. Tiếng la hét sợ hãi, tiếng khóc rụt rịt của một số du khách khi thử sức mình vượt qua cây cầu kính đáy trong suốt. Đó là những hình ảnh quen thuộc tại cây cầu kính ở Trung Quốc. Trong những năm gần đây, nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, nhiều địa phương ở nước này đã hoàn tất việc xây dựng những cây cầu bằng kính. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ can đảm để vượt qua nỗi sợ hãi này. Trong đoạn video mới công bố gần đây cho thấy, một vị khách bị người khác kéo đi, còn người khác không dám bước mà phải bó cả chân và tay trên cầu ở Hồ Nam. Trước đó, một người đàn ông khi trải nghiệm cảm giác mạnh ở cầu kính tại vườn quốc gia Wasan thuộc Quý Châu cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn, bị chóng mặt bởi độ cao, người này vừa bò vừa gào khóc cầu cứu. Trước đó, vào tháng 10 năm 2015, một sự cố xảy ra tại cầu đáy kính ở núi Vân Đài, tỉnh Hà Nam. Cầu có độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, một tấm kính trên lối đi bị rạn nứt do du khách đánh rơi cốc, khiến nhiều người lo ngại về độ an toàn của công trình này.
Cây cầu này phải đóng cửa sau khi mới khai trương đón khách được hơn 2 tuần. Sau đó, một cây cầu đá kính khác tiếp tục được xây dựng ở Công viên Quốc gia Trương Gia Giới, Hồ Nam. Dự kiến cầu sẽ đón khách vào tháng 7 năm nay. Đây cũng là cây cầu đá kính cao và dài nhất thế giới, giúp du khách ngắm nhìn trọn vẹn cảnh đẹp hùng vĩ của thung lũng phía dưới. Để trấn an du khách, ban quản lý cây cầu đã mời người tới thực hiện một vài thử nghiệm mới, dùng búa tạ đập liên tiếp xuống mặt kính để thử sức chịu đựng của cầu. 5. Cầu treo Carrick Arride ở Bắc Iceland. Đến Bắc Iceland, người ta không thể không ghé đến thăm cây cầu dây văng nổi tiếng Carrick Arride. Cây cầu có chiều dài 20m, cách mặt nước khoảng 30m, cầu nối liền đại lục Iceland với hòn đảo bé nhỏ Carrick Arride. Đến với nơi đây, du khách sẽ được đi bộ trên cây cầu dây văng treo. Cây cầu này được làm bằng gỗ và dây thừng để nhìn rất đáng sợ. Nhưng khi đã vượt qua cây cầu thì bạn có thể ngắm nhìn các loài chim biển đa dạng, phong phú như chim cộc, chim guillemot và mòng biển sira. 4. Cầu dây ở Madagascar. Cây cầu nhỏ hẹp nằm ở độ cao 90m, bắc qua vực sâu đầy đá nhọn, dựng đứng ở Singji, Tebe Maraha, Madagascar, không phải nơi dành cho những du khách yếu tim. Công viên quốc gia The Sinh de Bamaraha ở Madagascar có khu đá vôi trùng điệp rộng 6 km², địa hình đặc biệt này được hình thành qua nhiều thế kỷ, qua gió, mưa và các hoạt động kiến tạo địa chất. Tuyến đường không liền mạch này giúp du khách đi qua những đoạn khó nhất. Một số người leo núi dày dặn kinh nghiệm, sử dụng dây thừng và thiết bị để leo lên các tháp đá. Khung cảnh hùng vĩ là phần thưởng tuyệt vời cho những ai chịu bỏ công chinh phục vùng này. Khu bảo tồn thiên nhiên The Singji de Bamaraha nằm ở bờ tây Madagascar thuộc vùng Melaky. The Singji có nghĩa là nơi không thể đi chân trần. Dựa theo địa hình hiểm trở của vùng đất này, du khách có thể đi qua đây trên những cây cầu gây đau tim. Ngoài một số cây cầu và đài quan sát, công viên gần như còn nguyên vẹn và được bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là nhà của một loại vượn cáo và hơn 100 loài chim. Cây cối len lỏi giữa những tháp đá để đón ánh mặt trời, tạo ra khung cảnh ấn tượng, du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh công viên tuyệt đẹp này. Với rừng rậm và những vách đá hiểm trở, khi đi qua cầu bạn có thể nhìn xuống vạt cây xanh tươi phía dưới. Chỉ khi đi xuống dưới các tháp đá, bạn mới có thể thấy thế giới bí mật của những hẻm núi và hang động. 3. Cây cầu Langkawi Sky, Malaysia. Cây cầu Langkawi Sky lơ lửng trên đỉnh núi cao hơn 800m không chỉ khiến du khách thót tim khi tản bộ mà còn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn vịnh du thuyền tuyệt vời ở bên dưới. Langkawi Sky Malaysia là một trong số ít những cây cầu trên thế giới được xây dựng lơ lửng trên không trung, tạo cảm giác thót tim cho du khách khi tản bộ bên trên. Cây cầu bắc ngang qua hai đỉnh của ngọn núi Gunung Mas Cincang ở Pulau Langkawi, một hòn đảo thuộc quần đảo Langkawi, bang Kedah. Để có thể lên được cây cầu, du khách đi cáp treo qua hai chặng mất khoảng 20 phút với giá vé khoảng 500.000 đồng một người, hoặc leo đường bộ lên núi mất khoảng 3 giờ. Với người leo bộ, họ mất khá nhiều thời gian trải nghiệm khu rừng nguyên sinh lâu đời. Còn với du khách đi cáp treo thì có 20 phút ngắm vịnh du thuyền tuyệt đẹp. Phía dưới là mặt nước biển màu xanh ngọc bích nằm không xa dưới chân núi Gunung Mas Cincang. Chiếc cầu này được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2004, nay đã trở thành một trong những điểm thu hút du lịch không chỉ tại Langkawi nói riêng mà còn của Malaysia. Cầu Langkawi Sky có chiều dài 125m, chỉ có một cột trụ duy nhất đỡ toàn bộ thân cầu bằng dây văng, cách thung lũng phía dưới 100m. Hai chiếu nghỉ hình tam giác ở hai đầu cầu là điểm dừng để du khách ngừng chân ngắm cảnh núi rừng và biển cả xung quanh ngọn núi. 2. Cầu treo Hoàng gia George ở Colorado, Mỹ. Cầu treo Hoàng gia George ở Colorado là cây cầu treo dài nhất nước Mỹ, nằm cách mặt đất 321m. Đây là một điểm du lịch khá nổi tiếng, gần thành phố Canon thuộc bang Colorado của Mỹ. Cầu George từng được công nhận là cây cầu dài nhất thế giới từ năm 1929 tới năm 2003, với chiều dài 384m, chiều rộng 5,5m. Khi đứng trên cầu ngắm nhìn khung cảnh xung quanh sẽ khiến bạn phải kinh hãi vì độ sâu cũng như cảnh vật. Tuy vậy, đây vẫn là nơi thu hút khách du lịch rất đông tại nước Mỹ. 1. Cây cầu West Oaxaca. Người dân Peru đang rất vui mừng khi đón nhận thêm một danh hiệu di sản thế giới cho đất nước mình. Chỉ với nguyên liệu rất đơn giản là cỏ khô và đôi bàn tay khéo léo, những người da đỏ Inca tại vùng West Oaxaca đã làm nên kỳ tích mỗi năm.
Cách làm cầu như vậy đã xuất hiện tại đây từ thời tế chế Inca, hàng trăm năm trước khi người châu Âu có mặt. Khoảng 1.000 người dân, cả đàn ông và phụ nữ, từ nhiều cộng đồng khác nhau trong khu vực bện cỏ Cuyà, thành những sợi chão lớn để làm cầu. Cây cầu bắc qua một hẻm núi dài chừng 70 mét, qua con sông Apurimac và chỉ đủ rộng cho một người đi qua cùng một thời điểm. Một người dân quê Huachaca, Peru cho biết, đây là cách chúng tôi thực hiện một cây cầu. Chúng tôi dệt nên nó theo cách mà tổ tiên chúng tôi đã làm. Nó rất bền chặt. Cầu cỏ được coi là một biểu tượng thiêng liêng của người dân nơi này khi mang tính kết nối giữa thiên nhiên, truyền thống và lịch sử. Được dệt bằng loại cỏ địa phương có tên Cuyà, nên các sợi dây thừng làm nên cây cầu West Huachaca chỉ có độ bền trong vòng một năm và mỗi năm những người ở đây phải dây dựng lại một lần. Chào mừng bạn đến với kênh của mình. Bạn nhớ like, comment để ủng hộ mình và đừng quên nhấn đăng ký để cập nhật những video mới và hấp dẫn nhé. Cảm ơn bạn.